lãnh đạo cấp cao đầu tiên ở Đông Nam Á thăm Việt Nam trong năm 2024 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thưa quý vị, theo thông cáo mới đây của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonesay Sifanom và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam, kết hợp đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 1 năm 2024. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Lào Sonesay Sifanom trên cương vị mới và cũng là chuyến thăm của một lãnh đạo nước ngoài đầu tiên trong năm 2024.